Xin chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của không khí lạnh cuối mùa nén và đẩy rãnh áp thấp từ đêm qua kéo dài đến cả hôm nay, mưa dông sẽ xuất hiện ở hầu khắp Bắc Bộ. Dự báo khu vực sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với tổng lượng mưa dự báo từ 80 đến 120 mm cả đợt, có nơi lên trên 150 mm. Đáng lưu ý là mưa dông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, mưa đá và gió giật. Vì thế người dân cần hết sức cẩn trọng. Cùng với mưa thì nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ cũng sẽ giảm, mức nhiệt cao nhất ở đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội trong khoảng 24 đến 27 độ, còn vùng núi mức nhiệt là từ 21 đến 24 độ. Dự báo 2 ngày tiếp theo Bắc Bộ sẽ giảm mưa dần, tuy nhiên nền nhiệt chỉ tăng chậm khoảng 1 độ mỗi ngày lên mức 24 đến 27 độ trên toàn khu vực vào ngày Chủ nhật 18 tháng 4 và từ 25 đến 28 độ vào thứ Hai đầu tuần tới. Phải sang những ngày sau đó trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng cao hơn. Không khí lạnh và rãnh mây dông ở phía Bắc di chuyển xuống miền Trung cũng gây ra mưa cho khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày trời chuyển mưa to và dông mạnh, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy, gió giật đi kèm. Mưa làm cho nền nhiệt Bắc miền Trung hôm nay không vượt quá 26 độ, trời chuyển lạnh. Còn khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mưa rải rác, nhiệt giảm còn 27 đến 30 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo, nhiệt độ cao. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày thứ Bảy cuối tuần trời cũng tạnh ráo và có nắng với mức nhiệt dao động từ 31 đến 33 độ tại vùng cao nguyên và từ 31 đến 35 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Lưu ý về chiều tối và đêm mưa trên khu vực Nam Bộ sẽ lại xuất hiện. Cục bộ sẽ có nơi có lượng mưa dông với lượng là khá lớn. Cùng với đó, quý vị cũng cần đề phòng trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, mưa rào và dông rải rác. Còn với hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì vẫn sẽ duy trì trường gió yếu và không có mưa dông. Trong điều kiện thời tiết giao mùa hiện nay thì nhiều địa phương trên địa bàn của thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã xuất hiện dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Vụ đông xuân năm 2020-2021, thành phố Đồng Hới có diện tích gieo trồng gần 884 ha lúa, 27 ha ngô và 100 ha rau củ các loại. Tuy nhiên hiện tại thì 39 ha lúa bị chuột gây hại, 17 ha nhiễm bệnh đạo ôn với tỷ lệ phổ biến từ 15 đến 20%, 12 ha bệnh khô vằn, tỷ lệ phổ biến là từ 5 đến 7% và 16 ha bị sâu cuốn lá có mật độ từ 3 đến 5 con trên mét vuông. Diện tích bị ảnh hưởng tập trung chủ yếu ở xã Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh và phường Bắc Nghĩa. Đối với các cây trồng khác, các đối tượng sâu bệnh cũng xuất hiện rải rác trên đồng ruộng. Để phòng trừ sâu bệnh gây hại làm giảm năng suất thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Hới nêu rõ, các địa phương cần chủ động trong công tác điều tra, phát hiện và hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng theo phương châm phòng là chính. Đồng thời nông dân cần thường xuyên thăm đồng, nắm tình hình sinh trưởng, phát triển cây trồng và tích cực triển khai tốt công tác diệt chuột. Thời tiết thay đổi liên tục, lúc nắng gắt, lúc lại mưa dông gây nhiều khó khăn cho công tác phòng bệnh trên cây trồng vật nuôi của bà con nông dân Đồng Hới, Quảng Bình nói riêng và tại Trung Bộ nói chung. Do tác động của rãnh áp thấp bị nén nên hôm nay thì mưa đã xuất hiện rải rác ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, sau đó thì lan dần xuống khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đặc biệt lưu ý tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa hay là Nghệ An có thể xuất hiện lượng mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại khu vực này cũng giảm từ 2 đến 3 độ. Tuy nhiên, nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh và mưa nhiều hơn lại là khu vực miền Bắc. Mưa sẽ tăng trước hết ở vùng núi, sau đó lan dần xuống khu vực đồng bằng và trung du. Toàn khu vực sẽ xảy ra mưa trên diện rộng, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do tác động của mưa và không khí lạnh nên nền nhiệt cũng có xu hướng giảm so với những ngày trước đó. Trời ở ngưỡng lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất trong ngưỡng là từ 21 đến 23 độ. Có nơi tại vùng núi cao thuộc Cao Bằng hay là Lạng Sơn thì nhiệt độ có thể giảm xuống dưới ngưỡng 20 độ. Và ban ngày thì nhiệt độ cũng tăng không quá cao, chỉ ở ngưỡng là 23 đến 26 độ.